Vâng, em tiếp tục bán xả đôi loa nữa. Oan Kyo các bác nhà đền đôi V3 này. Đôi này nó về thì đây cũng vài chỗ nó hơi sushi này. Đấy, còn đâu là vỏ đẹp nhá. Đấy, về mọi người dán lại cái si đi. Mọi người dán lại cái si thì mình dùng nhá. Đấy, cái si này thì mang ra cửa hàng xe máy dán nhanh không thôi. 100.000 là xong rồi. Đấy. Hoặc là mọi người mà biết dán thì nó thật mua 50.000 cái tiền si này về dán thì có 3 đôi cũng được luôn. Đấy, rất là rẻ nhá. Mọi người cứ tìm hiểu thử, cứ đi mua thử cái si để biết thôi. Đấy. Đấy. Đây loa thì là tình trạng về là nguyên zin. Đấy. Và cái gân này là gân mút nhưng nó đang bị mục nhé, thì mọi người về tự dán lại nhé. Đấy. Anh em thợ về tự dán lại nhé. Cái gân này nó mục rồi này, về mọi người tự dán lại nhé. Đấy. Dán lại xong là dục được bình thường thôi. Đấy. Tất cả các dòng này nó về đều phải dán lại gân hết, mà em là em ở đây là nhiều loa của em không có thời gian em mang đi em dán, em mang đi anh em thợ dán hết 100% được, nên là có một số đôi là chưa kịp dán thôi em bán xả thành lý luôn nhá, để còn chuẩn bị lấy thêm lô hàng mới về. Đấy, thì những cái đôi này mà bình thường ra em mà mang đi dán gân rồi nó khoảng tầm 850 900 một đôi. Đấy, thì đôi này nó chưa dán gân nhá, thì em bán là đi 590 thôi, bác nào mua nôi cho em nhá. Đấy. Đấy, bán gần như một nửa giá luôn. Đấy, thì bác nào mua nôi nhá. Cái loa này thì là có kích thước chiều ngang nó khoảng tầm đi là 15 cm này, sâu khoảng 20 này, cái cao khoảng 23 cm này, đường kính loa bát cái này nó hết viền ngoài là 12 nhá. Loa bằng giấy gân mút xốp, cái tép tròn viền chín. Đấy. Ok. Thì bác nào mua Ano cho em nhá, con này thì 590.000 thôi. Bác nào mua Ano nhá. Vâng, xin chào các bác. Vâng.